Trong chuyên mục mỗi ngày một con số thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 24 triệu người. Đây là số người nghèo và đối tượng chính sách không chịu tác động từ việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tháng 11 tới. Theo Bộ Y tế thì Liên Bộ Y tế Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xây dựng thông tư liên bộ quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó thì toàn bộ 1.800 dịch vụ y tế trong danh mục được Bảo hiểm y tế thanh toán đều được điều chỉnh giá trong thông tư này. Tất cả các bệnh viện trên toàn quốc sẽ sử dụng một mức giá vào tháng 11 tới. Theo Bộ Y tế thì có gần 24 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có thẻ bảo hiểm y tế sẽ có lợi từ việc điều chỉnh giá lần này, vì các đối tượng này được Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh nên không phải trả thêm. Còn các đối tượng đang tham gia bảo hiểm y tế đồng chi trả cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều vì mức tăng không lớn. Riêng những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì chắc chắn gánh nặng việc phí sẽ tăng cao hơn.